Bạn có đang mong chờ chiếc iPhone 13 ra mắt đúng thời hạn hay không? Nếu có thì đây là một thông tin rất đáng hy vọng đúng không? Bởi vì Samsung cũng đã chính thức tiến hành sản xuất màn hình cho chiếc iPhone thế hệ tiếp theo này và hứa hẹn là nó sẽ sớm xuất hiện mà thôi. Và một thông tin trong thời gian gần đây cũng khiến dân tình xôn xao, đó chính là việc rò rỉ về thiết kế mới nhất của chiếc Mac Pro. Và đó sẽ là những thông tin có trong bản tin hôm nay. Vài ngày trước thì TSMC cũng đã tiến hành sản xuất chip A15 Bionic và Samsung cũng như LG cũng đã bắt đầu tiến hành sản xuất màn hình hiển thị cho chiếc iPhone 13 thế hệ tiếp theo. Trong đó thì Samsung phụ trách sản xuất tấm nền hiển thị LTPO độ làm tươi 120Hz cho chiếc iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sắp ra mắt. Từ trước tới giờ thì Samsung vẫn luôn dẫn đầu về việc sản xuất màn hình điện thoại và cũng là nhà cung cấp duy nhất tấm nền OLED màn mỏng OLED đa tinh thể LTPO có nhiệt độ thấp TFT hỗ trợ tốc độ làm tươi 120Hz. Samsung dự kiến là sẽ cung cấp tới 120 triệu đến 130 triệu đơn vị tấm nền OLED cho Apple trong năm nay. Thêm một concept vô cùng tuyệt vời của Mac Pro đang khiến cho những người hâm mộ đứng ngồi không yên trong những ngày gần đây. Theo Time Browser cho biết thì rất có khả năng cao Mac Pro sẽ được thiết kế lại giống với kích thước của 3 máy tính Mac Mini xếp chồng lên nhau. Và thiết kế này như là một khối lập phương đơn giản với các cạnh tròn. Để phân biệt rõ đây là Mac Pro thì nó sẽ có thêm một vài thiết kế mang tính biểu tượng như là tay cầm kim loại ở trên cùng hay khung thông gió điển hình. Concept này kết hợp nhiều đầu nối vào phần phía sau của cấu trúc để có kết nối lý tưởng. Sẽ có một cổng 6X USB-C Thunderbolt 3, 4X cổng USB-A, 2X HDMI, 2X Ethernet và một cổng sạc MagSafe. Ở phía trên chiếc Mac Pro này có thêm hai cổng USB-C, nút nguồn, đèn LED và tay cầm trượt để tháo toàn bộ khung nhôm của nó. Ngoài ra còn thiết kế thêm 4 chân trụ mang hơi hướng cổ điển thanh lịch. Chỉ cần tưởng tượng thôi thì được thấy là chiếc Mac Pro này cực đẹp và đáng yêu rồi đúng không? Một tin tức thú vị nữa đó chính là một loạt series iPhone 13 mới đây sẽ được trang bị camera chống rung dịch chuyển cảm biến. Hiện tại chỉ có iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max cung cấp thiết lập OIS chuyển đổi cảm biến. Thiết lập được biết đến với độ chính xác cao và module nhẹ hơn. Tính năng OIS thay đổi cảm biến không khả dụng trên các mẫu iPhone 12 khác. Song trong báo cáo của DigiTimes tuyên bố rằng tất cả các mẫu iPhone 13 sẽ có công nghệ OIS chuyển đổi cảm biến. Một khi điều này xảy ra thì nhu cầu về VCM dự kiến sẽ tăng gấp từ 3 đến 4 lần. Và trong thị trường đồng hồ thông minh thì Apple Watch Series 6 vẫn đang chiếm giữ ngôi vương với số lượng bán ra cực khủng. Bất chấp sự hợp nhất trong thị trường đồng hồ thông minh từ các thương vụ mua lại và sáp nhập từ các công ty lớn đang cố cạnh tranh từng ngày, Apple Watch vẫn tiếp tục thống trị với 33,5% thị phần các lô hàng smartwatch toàn cầu trong quý 2 năm tài chính năm 2021. Và vừa rồi là những thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Nếu mà các bạn có bất cứ ý kiến nào thì đừng lại để lại comment ở phía bên dưới cho tụi mình nha. Đừng quên like và subscribe kênh Minh Tú Mobile để theo dõi thêm nhiều video khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.